Cùng với việc triển khai hàng loạt các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu ở các địa phương, thí điểm ứng dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã ban hành nhiều cơ chế như chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện nay, với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, hàng loạt các mô hình thí điểm, cơ chế phát triển sạch CDM đang tiếp tục được triển khai ở nhiều địa phương của đồng bằng sông Cửu Long. Đây trong 41 mô hình lúa ở tỉnh Bạc Liêu đang áp dụng kỹ thuật canh tác tưới ngập khô kẽ trong chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển do Đức và Australia tài trợ. Thay vì trước đây không chủ động tưới tiêu, canh tác phụ thuộc vào nước trời, hiện nay với kỹ thuật mới là chủ động đo đạc, toán lượng nước đã giúp người dân tăng năng suất, giảm khoảng 4 triệu chi phí đầu tư trên 1 hectare. Đó thì tôi mần thì ngập khô sang kẽ thì lúa thì nó hay đổ ngã, nhưng mình giờ bắt đầu giờ từ ngày áp dụng chương trình tưới ngập khô sang kẽ này, giờ mình rút nước là cây lúa nó phát triển, rồi cái giữa vụ á, là mình rút nước giữa vụ là ức chế được các trò vô hiệu, thì cây lúa nó khỏe cứng, rồi năng suất nó cũng tương đối đạt. Trong điều kiện xâm nhập mặn lớn, lượng mưa hàng năm hụt tới 100 mm, thì việc tập huấn kỹ thuật đến từng hộ dân để đảm bảo đúng quy trình canh tác là vấn đề đang được chú trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Đằng sau tôi đây là một cánh đồng lúa rất rộng và tốt. Nó là kết quả của chương trình hợp tác của chúng tôi với Việt Nam, thông qua việc đưa ra công nghệ để người dân chủ động và canh tác hiệu quả. Theo đánh giá của chuyên gia nông nghiệp, nếu thực hành tốt các kỹ thuật mới này, sẽ góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và mang lại thu nhập cao hơn cho người dân.